Những năm gần đây, sưu tầm đồ chơi nghệ thuật Art Toy đang trở thành thú vui mới và ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Việc đổ bộ của các nhãn hàng Art Toy cao cấp vào thị trường Việt Nam thông qua các cơ sở, cửa hàng chính hãng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, mà còn giúp các doanh nghiệp gia tăng doanh số bán lẻ và tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Hồng Kông, đồ chơi nghệ thuật đến ngày nay vẫn đang chứng minh được sức hút của mình ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của cộng đồng yêu thích các mô hình đồ chơi này, cùng nhu cầu mua bán, trao đổi, cập nhật thông tin về các sản phẩm mới và hiếm ngày càng gia tăng, đã góp phần biến Việt Nam thành một trong những thị trường tiềm năng, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Mới đây, hãng đồ chơi nghệ thuật Popmart vừa chính thức khai trương cửa hàng kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện đã thu hút khoảng 1.000 bà trẻ bao gồm dàn KOL, KOC cùng cộng đồng người hâm mộ đến tham quan và mua sắm. Được biết, mặc dù mỗi vị khách chỉ được mua duy nhất một sản phẩm trên một danh mục và trên một hóa đơn trong một số khung giờ nhất định, nhưng sản phẩm thuộc các series ăn khách đã bán hết toàn bộ. Ngoài ra, mô hình nhân vật Skull Panda khổng lồ thuộc bộ sưu tập The Ink Bloom Blossom trang trí tại cửa hàng còn trở thành tâm điểm check-in của đông đảo khách tham quan. Với sự hiện diện của cửa hàng chính hãng đầu tiên tại Crescent Mall, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu hứa hẹn sẽ cung cấp đa dạng các sản phẩm chính hãng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dùng, qua đó tiếp cận được khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường kinh doanh sang các nước trong khu vực.